Phương Nguyên, TF Boys khiến dư tình điên đảo với màu tóc như hoàng tử truyện tranh. Mới đây, tại buổi công chiếu phim ảnh Chị Gái Tôi do Trương Tử Phong tham gia diễn chính, TF Boys Phương Nguyên cũng đã xuất hiện với tư cách hát bài hát chủ đề Chị Gái. Với chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng, ca từ sâu sắc đã tạo nên một bản nhạc phim nhiều cảm xúc khi nghe. Lần này, anh xuất hiện ở ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim. Nam minh tinh đã nhuộm tóc màu hồng nổi bật, kiểu tóc này hiện nay đang được giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Không chỉ fan hâm mộ bất ngờ mà cư dân mạng cũng chú ý đến sự mới lạ này vì những con trai bình thường không nhuộm tóc màu quá sáng. Nhưng sau khi nhìn thấy màu tóc hồng của Phương Nguyên, fan và cư dân mạng trông trô khen ngợi ngoại hình của anh. Có thể nhìn thấy với tạo hình tóc mới, Phương Nguyên như bước ra từ một bộ truyện manga, đem lại cảm giác nhẹ nhàng, lãng tử nhưng cũng đặc biệt mới lạ và cuốn hút. Mặc dù với nhiều ống kính và góc độ khác nhau nhưng vẫn không làm giảm đi nhan sắc tự nhiên và thanh tú của nam ca sĩ. Đặc biệt, với chủ đề Phương Nguyên tóc hồng cũng đã lên hot search nhiều giờ liền trên mạng xã hội Weibo. Ngoài ra, tại rạp phim, thành viên TF Boys còn chia sẻ, cảm nhận những cảm xúc sau khi xem phim. Hôm nay lần thứ hai xem bộ phim này, em có một điều muốn nói. Mỗi người con gái trước khi trở thành chị hay mẹ nhất định phải độc lập, tự do là một cá thể hoàn chỉnh. Trước đó trong đêm hội Weibo, Phương Nguyên từng lên hot search cùng Dương Mịch vì hành động nhỏ. Là một trong những sự kiện lớn trong năm, đêm hội Weibo tập hợp những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như Dương Mịch, Dương Tử, Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, Lý Vũ Xuân, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Tuấn Khải, Phương Nguyên, Lý Hiện. Trong cuối sự kiện, hình ảnh nữ diễn viên Dương Mịch và Vương Nguyên đã tương tác vui vẻ với nhau trên sân khấu. Sau khi đoạn fan cam được loan ra, nhiều fan hâm mộ đã giải mã khẩu hình miệng của cả hai đều cùng reo lên, tan làm rồi, tan làm rồi. Mặc dù đoạn đối thoại giữa nữ minh tinh và thành viên TF Boys vô cùng ngắn gọn, nhưng lại khiến người xem bật cười vì sự đáng yêu của cả hai. Ngoài ra khi bước xuống sân khấu, Dương Mịch còn chủ động giúp Phương Nguyên phủ pháo giấy trên đỉnh đầu của nam minh tinh. Trong sự kiện, Phương Nguyên đã giành được giải thưởng ca sĩ sáng tác của năm. Là thần tượng cố gắng và nỗ lực trong suốt 7 năm, anh đã nhận được lời khen ngợi và công nhận của đông đảo cư dân mạng. Dương Mịch nhận được giải thưởng ngôi sao của năm trong đêm hội Weibo 2020. Cô từng được biết đến là một diễn viên năng lực trong giới phim ảnh truyền hình. Đặc biệt, cô còn được nhiều người cảm mến vì EQ cao và tính cách cởi mở.